nay chúng ta cùng đến với môn luyện từ vào câu lớp 5, bài từ đồng âm, trang 51, sách giáo khoa. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, giúp các em hiểu thế nào là từ đồng âm, nhận diện được từ đồng âm trong câu, trong đoạn văn, trong lời nói hàng ngày, phân biệt được nghĩa của các từ đồng. Chúng ta cùng bắt đầu phần nhận xét. Số 1. Đọc các câu sau đây. Câu A. Ông ngồi câu cá. Câu B. Đoạn văn này có 5 câu. Các em hãy quan sát hai câu A và câu B. Cho cô biết xem cả hai câu này có chứa từ nào giống nhau. Từ giống nhau của câu A và câu B đó là từ câu. Từ câu trong câu A, ông ngồi câu cá, từ câu là động từ. Từ câu trong câu và trong câu B, đoạn văn này có 5 câu, từ câu là danh từ. Ở câu A, tiếng câu là động từ, thể hiện hành động bắt cá tôm bằng móc sắt nhỏ, thường có mồi buộc ở đầu một sợi dây. Ở câu B, từ câu là danh từ, chính là đơn vị của lời nói, diễn đạt một ý trọn vẹn. Trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu. Các em thấy cả hai từ câu trong hai câu văn trên giống hệt nhau về cách nói, cách viết, nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa. Nghĩa ở câu A là câu cá, còn nghĩa ở câu B là số câu trong đoạn văn. Như vậy, những từ giống hệt nhau về cách nói, cách viết, nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa, người ta gọi đó là từ đồng âm. Từ phần nhận xét của hai câu A và B, chúng ta rút ra ghi nhớ. Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm, nhưng khác hẳn nhau về nghĩa. Ta cùng đến với phần luyện tập. Bài 1. Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau. A. Cánh đồng, tượng đồng, 1.000 đồng. Đây là hình ảnh cánh đồng. Cánh đồng là khoảng đất rộng và bằng phẳng, dùng để cày, cấy, trồng trọt. Đây là tượng đồng. Đồng là kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi, thường dùng làm dây điện và hộp. 1.000 đồng. Đồng là đơn vị tiền tệ Việt Nam. Các em thấy đó, cùng là từ đồng âm với tiếng đồng, nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau. Tiếp tục bài 1B. Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ hòn đá và đá. Hòn đá. Đá là chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, kết thành từng tảng, từng hòn như trên hình vẽ. Còn đá bóng, đá là đưa chân nhanh và hất mạnh bóng cho ra xa hoặc đưa vào khung thành đối phương. Bài 1C, phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ ba và má, 3 tuổi. Ba và má. Ba là người sinh ra và nuôi dưỡng mình. Ba tuổi. Ba là số tiếp theo số 2 trong dãy số tự nhiên. Ta cùng đến với bài tập tiếp theo, bài 2. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước. Chúng ta đến với từ bàn. Bàn là động từ, có nghĩa là bàn bạc, ý kiến. Bàn có nghĩa là danh từ, là đồ dùng bằng gỗ, có mặt phẳng, có chân cứng. Chúng ta sẽ đặt câu với hai từ bàn bạc và cái bàn. Với từ bàn bạc, chúng ta sẽ đặt câu như sau. Họ đang bàn về việc mua căn nhà đó. Vậy tiếng bàn ở đây là động từ. Đặt câu với tiếng bàn là danh từ. Bố em mới mua một bộ bàn ghế mới.
Tiếp theo chúng ta đặt câu để phân biệt từ đồng âm, đó là từ cờ. Nghĩa thứ nhất của từ cờ đó chính là danh từ vật làm bằng vải lụa có kích cỡ, màu sắc nhất định, tượng trưng cho một quốc gia hay tổ chức nào đó. Cờ cũng có nghĩa là trò chơi trí tuệ, đi cắt quân theo kẻ ô nhất định. Bây giờ chúng ta cùng đặt câu với tiếng cờ ở nghĩa thứ nhất. Cờ là lá cờ. Nhà nhà treo cờ mừng ngày quốc khánh. Đặt câu với tiếng cờ ở nghĩa thứ hai. Đó là trò chơi trí tuệ. Cờ là một môn thể thao được nhiều người yêu thích. Tiếp theo, chúng ta đặt câu phân biệt các từ đồng âm. Đó là với từ nước. Nghĩa một của tiếng nước đó là danh từ, là chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Nghĩa thứ hai, tiếng nước cũng là danh từ, nhưng chỉ vùng đất có nhiều người hay nhiều dân tộc cùng sinh sống. Nước ở nghĩa thứ nhất ta có thể đặt câu, nước là một chất lỏng, nước suối đầu nguồn rất trong. Nước là danh từ ở nghĩa thứ hai, là một vùng đất nhiều người hay nhiều dân tộc sinh sống. Ta có thể đặt câu như sau, nước Việt Nam hình chữ S. Các em vừa đặt câu để phân biệt nghĩa của các từ đồng âm như từ cờ, từ bàn, từ nước. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập số 3. Đọc mẫu chuyện vui dưới đây và cho biết vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng. Nam, cậu biết không, ba mình mới chuyển sang ngân hàng làm việc đấy. Bác, sao cậu bảo ba cậu là bộ đội? Nam, đúng rồi, thư trước ba mình báo tin ba đang ở hải đảo, nhưng thư này ba mình nói là ba đang giữ tiền tiêu cho tổ quốc. Bác. Các em có hiểu vì sao bạn Nam tưởng bố đã chuyển công tác sang ngân hàng làm hay không? Bởi vì Nam đã nhầm lẫn của hai từ đồng âm là tiền tiêu. Ở đây, bố Nam muốn nói là bố đang giữ một vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân hướng về phía địch. Nhưng Nam lại hiểu tiền tiêu ở đây là tiền để tiêu. Chúng ta cùng bước sang phần đố vui. A trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. Là con gì? Bạn nào đã có đáp án rồi? Các em hãy chú ý từ chín. Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. Nhiều bạn sẽ tưởng đây là số 9, là số đứng sau của số 8. Nhưng thật ra đây là 9, là chuyển từ trạng thái sống sang trạng thái 9. Con chó thui đã 9 hết cả mắt, cả mũi, cả đuôi, cả đầu. Đó chính là con chó đã được thui 9. Đáp án là con chó thui. Câu B. Hai cây cùng có một tên, cây xòe mạch nước, cây trên chiến trường. Cây này bảo vệ quê hương, cây kia hoa nở soi gương mặt hồ. Hai cây cùng có một tên, các em chú ý nè, cây xòe mặt nước, cây trên chiến trường. Cây trên chiến trường rồi cây lại xòe mặt nước, một cây bảo vệ quê hương, cây kia hoa nở soi gương mặt hồ là cây gì? Bạn nào biết? Đó chính là cây hoa súng và khẩu súng. Bài học đến đây là hết. Các em hãy xem trước bài mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác. Chào các em, chúc các em học tốt.